vùng đệm an ninh đang là một trong những vấn đề được Nga đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Ukraine gần đây tăng cường tập kích vào các khu vực biên giới của Nga, nhắm đến những hạ tầng quan trọng như nhà máy lọc dầu, cảng biển. Hơn nữa, Nga có thể phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine nếu phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Lý do Nga phải tạo ra vùng đệm ở Kharkiv. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng nói rõ về ý định của Nga đối với khu vực Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine. Tại chuyến công du Trung Quốc, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, khi được hỏi rằng liệu lực lượng Moscow có ý định kiểm soát thành phố lớn thứ hai Ukraine hay không, nhà lãnh đạo Nga nói rõ Nga không có ý định chiếm Kharkiv ở thời điểm hiện tại. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không có kế hoạch giành quyền kiểm soát ở thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine vì mục tiêu là tạo ra vùng đệm trong khu vực. Nga muốn thiết lập vùng đệm rộng lớn trên lãnh thổ Ukraine nhằm ngăn Kiev tấn công qua biên giới, song tham vọng này sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Cũng trong phát biểu tại tuyên bố thắng cử ngày 18 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga vào thời điểm nào đó sẽ buộc phải thiết lập vùng đệm ở Ukraine nhằm ngăn lực lượng nước này tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Putin không giải thích rõ về khái niệm này, nhưng tuyên bố vùng đệm phải đủ lớn để các khí tài phương Tây cung cấp cho Ukraine không thể chạm đến biên giới Nga. Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh về những gì đang diễn ra tại mặt trận Kharkiv, đây là lỗi của Ukraine khi họ liên tục pháo kích các khu vực dân cư ở biên giới Nga. Tôi từng cảnh báo công khai rằng Nga sẽ phải thiết lập vùng đệm an ninh nếu điều này còn tiếp diễn. Ông Putin cho biết các lực lượng Nga đang đạt được nhiều thắng lợi trong cuộc chiến trong khu vực và cho biết thêm binh sĩ đang di chuyển theo đúng kế hoạch. Nhận định với đài phát thanh Sputnik, nhà quan sát quân sự từng là cựu chiến binh tại Afghanistan và Syria Anatoly Mavichuk giải thích, vùng đệm là lãnh thổ để triển khai quân đội ngăn chặn kẻ thù thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Khi nói đến thành phố biên giới Belgorod của Nga, vùng đệm sẽ đóng vai trò là khu vực mà ở đó các hệ thống pháo binh tiêu chuẩn của quân đội Ukraine không thể tiếp cận Belgorod và các khu vực đông dân cư gần đó. Chiều dài của vùng đệm có thể lên tới 100 km nếu thấy cần thiết trong việc bảo vệ người dân Belgorod khỏi đại bác và tên lửa của kẻ thù. Điều đó có nghĩa là khu vực này sẽ bao gồm tất cả các khu định cư của vùng Kharkiv dọc biên giới Nga, thậm chí có thể bao gồm cả thành phố Kharkov. Nhà quan sát quân sự nói, theo ông Matvichuk, Tổng thống Putin hoàn toàn đúng khi nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo vùng đệm để bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tấn công của kẻ địch trong bối cảnh quân đội Nga đang liên tục tiến quân. Ông đề cập đến một vùng đệm thành công do quân đội Liên Xô tạo ra ở Afghanistan ngay sau khi họ được triển khai ở đó để hỗ trợ quân đội chính phủ trong cuộc xung đột vũ trang 1979-1989. Vùng đệm dài 150 km đã ngăn chặn các chiến binh thánh chính pháo kích vào lãnh thổ Liên Xô vào thời điểm đó, và điều này vẫn tồn tại cho đến khi kết thúc chiến sự, ông Mavichuk chỉ ra. Các nhà phân tích quân sự trước đó cũng nhận định việc Nga mở cuộc tấn công vào Kharkiv không phải giành lãnh thổ mà nhiều khả năng nhằm nghi binh buộc Ukraine phải phân tán lực lượng phòng thủ, đặc biệt ở vùng Donbass. Tổng thống Putin hồi tháng 3 từng tiết lộ ý định tạo ra vùng đệm ở Kharkiv. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khoảng một tháng sau đó cũng nhấn mạnh rằng Kharkiv có vai trò quan trọng tạo ra vùng đệm để bảo vệ khu vực biên giới Belgorod của Nga khỏi các cuộc pháo kích và xâm nhập lãnh thổ từ Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Belgorod quay cuồng trước các vụ tấn công từ Kiev, trong đó có vụ đánh sập hai nhà máy điện vào ngày 22 tháng 3. Tăng quân gần Kharkiv, Nga vẫn có thể nhận trái đắng từ Ukraine. Nga đang tập trung quân ở Belgorod giáp biên giới Ukraine, có khả năng thực hiện các đợt tấn công nhằm mở rộng kiểm soát vùng đông bắc Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho hay Moscow đang tập trung lực lượng ở khu vực Belgorod giáp với hai tỉnh Kharkiv và Sumy của Ukraine. Hành động của Nga có thể nhằm kéo căng quân dự bị đối phương, kiềm chặt lực lượng Ukraine ở vùng biên giới để họ không có cơ hội củng cố phòng tuyến, cuối cùng nhằm mở rộng kiểm soát phía đông bắc Ukraine, ISW nhận định.
Nhận định được ISW đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26 tháng 5 cho biết quân đội Nga đang chuẩn bị cho các hành động tấn công mới và đang tập trung các nhóm có quy mô chưa xác định gần biên giới, cách Kharkiv khoảng 90 km về phía Tây Bắc. ISW suy đoán ông Zelensky có thể đang đề cập đến khu vực Rayvoron, Borisovka, Prolestatsky ở phía Tây Belgorod, nơi các hình ảnh vệ tinh do Planet Labs BBC chụp gần đây cho thấy quân đội Nga đã tăng cường hoạt động tại các căn cứ và nhà kho địa phương. Cùng đó, phát ngôn viên Cục Biên giới Nhà nước Ukraine Andrei Demchenko cho biết quân đội Nga có thể tiến hành các hoạt động tấn công ở khu vực Sumy hoặc các khu vực tại Kharkiv với mục tiêu kéo giãn và ghim chân lực lượng Ukraine dọc biên giới phía Đông Bắc. Đặc biệt, khu vực Rayvoron, Borisovka, Prolestatsky sẽ tạo cơ hội cho các lực lượng Moscow tiến hành các hoạt động tấn công về phía nam tới Zolochev và Bogudukhov trong phạm vi 25 km từ biên giới hoặc về phía tây tới các khu dân cư dọc theo đường cao tốc nối liền Bogudukhov với Sumy. ISW nhận định Nga có thể tiến hành các hoạt động tấn công theo một hoặc cả hai hướng nhằm buộc Ukraine phân bố nhân lực và vũ khí trang bị trên khu vực biên giới rộng hơn ở các tỉnh Kharkiv và Sumy. Ngoài ra, các lực lượng Nga đang tập trung quân số hạn chế ở các tỉnh Kursk và Bryansk gần biên giới tỉnh Sumy, cũng nhằm thu hút và ghim quân đối phương để thiết lập những cứ điểm chiến thuật. Dù vậy, ngay cả khi huy động tối đa lực lượng ở phía Bắc, Nga cũng không có đủ nhân lực cần thiết để thực hiện thành công chiến dịch bao vây hoặc đánh chiếm các thành phố Kharkiv hoặc Sumy, ISW đánh giá. Do mới chỉ tập hợp được lực lượng hạn chế và chưa triển khai lực lượng dự bị đáng kể tới Kharkiv, nên tốc độ tấn công của Nga ở nơi đây bị chậm lại, theo ISW. Sự chậm lại này mang tới cơ hội phản công chiến thuật cho quân đội Ukraine, có thể đánh bật hoàn toàn đối phương ra khỏi phía bắc Kharkiv, ISW phân tích, đồng thời nhận định điều này có thể khiến Moscow cố gắng nâng quy mô lực lượng của nhóm phía bắc lên gấp đôi. Nga tạo vùng đệm, Ukraine vẫn tấn công dữ dội qua biên giới. Thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Glazkov cho biết, các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhắm vào thành phố Belgorod cũng như một số ngôi làng gần biên giới. Theo đài Reuters, ông Glazkov cũng cho biết, các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái UAV cũng như pháo kích và đã khiến một số người thương vong ở các ngôi làng trong khu vực. Trong đó, khoảng gần 30 quả đạn đã bay tới và bị bắn hạ từ trên trời trong suốt tối 25 tháng 5 đến sáng sớm 26 tháng 5. Mặc dù không có thương vong ở thành phố Belgorod, nhưng ít nhất hai tòa nhà chung cư bị thiệt hại nặng nề do trúng đạn trực tiếp của pháo binh. Belgorod là một thành phố ở phía tây nước Nga, nằm trên sông Donetsk-Cherkassy, chỉ cách 40 km về phía bắc biên giới với Ukraine. Cũng theo tường thuật của Reuters, hai trường học cũng bị hư hại do vụ nổ và mảnh đạn, trong khi một số tòa nhà thương mại cũng bị phá hủy một phần mặt tiền, cửa sổ và mái nhà. Theo video từ hiện trường, một số phương tiện bị hư hỏng và bị đốt cháy hoàn toàn. Hồi đầu tháng 5, các lực lượng vũ trang của Moscow bắt đầu tiến vào vùng Kharkiv của Ukraine, liên kề với Belgorod, chiếm giữ nhiều ngôi làng trong nỗ lực mà Tổng thống Putin gọi là tạo vùng đệm, nhằm hạn chế các cuộc tấn công xuyên biên giới. Cũng trong ngày 25 tháng 5, Thống đốc vụ Kharkiv của Ukraine Oleksiy Hupov cho biết phía Nga đã dùng 4 tên lửa S-300 tấn công vào vùng này, bao gồm thành phố Kharkiv, làm hư hại cơ sở hạ tầng khu dân cư. Tại quân sự Shrobisky của Kharkiv, một tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà, trong khi một tên lửa khác bắn trúng một khu công nghiệp. 15 phương tiện cá nhân bị hư hại cùng với mặt tiền của một tòa nhà dân cư 9 tầng, không có thương vong. Ông Sinea Hupov nói về tình hình quận Slobisky. Hai tên lửa rơi xuống các khu vực trống trải ở quận Kharkiv và không có thương tích nào được ghi nhận. Thống đốc cho biết các công tố viên và cảnh sát điều tra đang làm việc tại hiện trường. Các cuộc tấn công diễn ra vào lúc rạng sáng 25 tháng 5. Trong ngày trước đó, quân đội Nga đã tiến hành 30 cuộc giao chiến theo hướng Kharkiv và Kupyanka. Biết trước ý định của Nga, Ukraine vẫn bó tay tại Kharkiv. Lực lượng Nga hôm 10 tháng 5 tấn công xuyên biên giới nhằm vào khu vực Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine. Mặc dù cuộc tấn công vào thành phố lớn thứ hai Ukraine được Moscow ngầm ra tín hiệu,
tình báo phương Tây và Ukraine cũng dự đoán trước, nhưng Kiev vẫn lực bất tòng tâm trong việc ngăn bước tiến đối phương. Sở dĩ nói Moscow đã ra tín hiệu trước bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 từng tiết lộ ý định tạo ra vùng đệm ở nơi đây. Một tháng sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Kharkiv có vai trò quan trọng tạo ra vùng đệm để bảo vệ khu vực biên giới Belgorod của Nga khỏi các cuộc pháo kích và xâm nhập lãnh thổ từ Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Belgorod quay cuồng trước các vụ tấn công từ Kiev, trong đó có vụ đánh sập hai nhà máy điện vào ngày 22 tháng 3. Moscow cũng đồng thời xây dựng cánh quân phương Bắc mới, được Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ ước tính khoảng 30.000 người tại khu vực Belgorod của Nga. Chính vì vậy, ý định nhằm vào Kharkov đã được phía Ukraine dự đoán trước. Thậm chí hai ngày trước khi lực lượng Nga tấn công, thống đốc khu vực này cho biết đã phát hiện lực lượng lớn quân Nga. Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh cũng cảnh báo cho lãnh đạo Ukraine về việc quân Nga sẽ tấn công Kharkiv. Nga phá vỡ tuyến phòng thủ, kiểm soát thêm hai khu định cư ở khu vực Kharkov. Trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu và các tướng lĩnh hàng đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các lực lượng Nga đang cải thiện vị trí mỗi ngày dọc theo chiến tuyến ở Ukraine và cuộc tiến công diễn ra theo đúng kế hoạch. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu, công việc đang được thực hiện theo đúng kế hoạch do chỉ huy cụm tác chiến, Bộ Tổng tham mưu phê duyệt và vạch ra, mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành. Ông Putin nói với các tướng lĩnh, các ông càng hiệu quả ở tiền tuyến thì chúng ta càng có nhiều cơ hội giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Đây là điều chúng ta luôn phấn đấu và tôi đã luôn nói về nó. Nga tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Ukraine tại các điểm then chốt dọc chiến tuyến trong những tháng gần đây, bất chấp viện trợ trị giá hàng trăm tỷ USD từ Mỹ và các đồng minh. Phía Nga trong tháng 5 cũng mở một mặt trận mới ở khu vực Kharkov, nơi có thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khiến Kiev phải điều động binh lính từ các khu vực khác của tiền tuyến để giải vây. Ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã nắm quyền kiểm soát thêm hai khu định cư ở khu vực Kharkov và một khu định cư ở khu vực Zaporizhia. Trong khi đó, Ukraine bất ngờ rút quân khỏi một số ngôi làng ở khu vực Kharkov sau áp lực liên tục từ lực lượng Nga. Theo đài BBC, một người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết binh sĩ đã phải hứng chịu hỏa lực dữ dội và phải di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn ở hai khu vực phía đông bắc. Quân đội Ukraine cho biết đã có 3 cuộc đụng độ ở khu vực Kharkov và lực lượng Nga đang tấn công theo hướng Lipsy, khu vực gần giữa thành phố Kharkov và biên giới Nga. Cách xa Kharkov, Nga trước đó cho biết đã tạm thời đóng cửa hai sân bay lớn ở khu vực phía tây nam Kazan sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hủy bỏ tất cả chuyến công du nước ngoài sắp tới giữa lúc quân đội nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công xuyên biên giới mới. Ông Sergei Nikiforov, thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, ngày 15 tháng 5 cho biết ông Zelensky đã chỉ thị tạm hoãn toàn bộ các chuyến công du nước ngoài đã được lên lịch trong tuần và cho biết sẽ sắp xếp lại lịch trình sau. Giao tranh ác liệt ở Kharkov, Ukraine bắt điệp viên Nga. Lực lượng Nga những ngày qua đã tiến vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine. Các nhà phân tích phương Tây nhận định đây là nỗ lực của Nga nhằm tạo ra vùng đệm để bảo vệ khu vực biên giới Belgorod khỏi các cuộc pháo kích và xâm nhập lãnh thổ từ Ukraine. Các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga đã chiếm được các khu định cư ở Kharkiv và Lugansk ở khu vực Kharkov sau các cuộc giao tranh dữ dội và đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối thủ, tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Tuyên bố cũng nói về giao tranh ác liệt ở các khu vực khác của Kharkov và lực lượng Nga đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine. Thông tin từ phía Nga diễn ra trong bối cảnh Kiev cuối ngày 14 tháng 5 thừa nhận quân đội Ukraine đã rút lui về các vị trí có lợi hơn ở hai địa điểm thuộc khu vực Kharkov. Sở dĩ Ukraine phải rút quân do Nga sử dụng hỏa lực mạnh tấn công dồn dập và việc rút quân nhằm bảo toàn tính mạng các binh sĩ. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các đơn vị thuộc cánh quân Dnipr cũng đã tiến vào phía Nam nắm quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Robotin ở vùng Zaporizhia. Chưa hết, lực lượng phòng không Nga khẳng định đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine cùng với 40 máy bay không người lái và một loạt tên lửa do Mỹ sản xuất. Bộ Tổng tư lệnh tham mưu Ukraine hôm 15 tháng 5 cho biết quân đội của họ đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Nga theo hướng Robotin.
Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường từ cả hai phía Nga và Ukraine. Cũng trong ngày 15 tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine SBU thông báo đã bắt 6 người với cáo buộc phản quốc khi tiếp tay cho Nga tấn công tên lửa gây thương vong ở khu vực Donetsk, phía đông Ukraine. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 7 tháng 8 năm 2023 ở thành phố Pokrov. Ukraine cho biết phía Nga khi đó dùng tên lửa Iskander để tấn công vào khu dân cư, khiến 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cơ quan phản gián của SBU đã vô hiệu hóa một nhóm điệp viên tình báo quân sự Nga ở khu vực Donetsk. Chúng tôi đã bắt giữ đồng thời 6 điệp viên Nga, SBU tuyên bố. SBU còn tiết lộ, nhóm này cũng đã chuẩn bị tọa độ cho các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ của Ukraine gần thành phố Avdiivka, nơi lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát sau giao tranh ác liệt hồi tháng 2. Cả 6 người đều bị cáo buộc phản quốc và hiện đối mặt với án tù chung thân. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố rắn về chiến dịch ở Ukraine. Đài RT hôm 14 tháng 5 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức bổ nhiệm ông Andrei Belousov làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Belousov, 65 tuổi, từng là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, nay thay thế ông Sergei Shoigu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga. Trên cương vị mới, tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng là giành thắng lợi và đạt mục tiêu quân sự, chính trị trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phải hoàn thành nhiệm vụ này với thương vong tối thiểu. Hãng tin Reuters cho hay, ông Belousov khẳng định giới chức Nga không thảo luận phương án tổ chức tổng động viên hay biện pháp khẩn cấp nào khác nhằm tăng quân số. Ông yêu cầu phát triển giáo dục quốc phòng và tận dụng kinh nghiệm trong xung đột với Ukraine để vượt qua đối phương về mặt công nghệ. Đối phương học rất nhanh, tình hình sử dụng công nghệ mới thay đổi mỗi ngày. Chúng ta không thể chỉ học hỏi rồi bám theo, thay vào đó phải phủ đầu đối phương. Ông Belousov nói và nhấn mạnh, phải khái quát hóa kinh nghiệm áp dụng công nghệ mới, thử nghiệm các hình thức và phương pháp tác chiến mới. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, chi tiêu quốc phòng cần phải được tối ưu hóa để mỗi đồng rúp tiền ngân sách mà người dân đóng góp mang lại hiệu quả tối đa. Ngoài ra, ông Belousov cũng cam kết xử lý dứt điểm và dứt khoát liên quan đến một số quan chức quân đội dính líu tham nhũng, hối lộ xảy ra ở thời người tiền nhiệm Shoigu. Ukraine điều quân tới Kharkov đối đầu hỏa lực Nga. Theo Reuters, một tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 14 tháng 5 cho biết, tại một số khu vực nhất định trong khu vực Luhansk và Vovchansk, các đơn vị đã di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn. Hành động này đồng thời giúp bảo toàn lực lượng cho Ukraine tránh các tổn thất. Tình báo quân sự hàng đầu của Ukraine trước đó cho biết, quân đội Kiev có vẻ gần ổn định được tình hình sau cuộc tấn công trên bộ của Nga vào khu vực Kharkov, nhưng cảnh báo về việc Nga tăng cường lực lượng ở phía bắc gần khu vực Sumy. Một ngày trước đó, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine nói với ABC News rằng Nga đang sử dụng 30.000 trong số 50.000 binh sĩ được tập trung ở biên giới để tấn công vào khu vực Kharkov, khiến hàng ngàn thường dân đã phải sơ tán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu hôm 13 tháng 5 rằng ông đã gửi quân tiếp viện tới khu vực, khẳng định quân đội đang được cung cấp tất cả hỏa lực và lực lượng cần thiết và kết quả của họ đang được cải thiện. Trong khi đó, bản tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 14 tháng 5 nói rằng quân đội Nga đã kiểm soát thêm làng Bukrovatka ở vùng Kharkov trong 24 giờ trước đó, cũng như tuyên bố lực lượng nước này đang hoạt động tích cực và tiến sâu vào hàng phòng ngự của Ukraine. Theo TASS, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 23 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 125 của quân đội Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Vezholoye, Volchansk và Lipsy ở vùng Kharkov, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cơ quan này cũng nói đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng phòng thủ lãnh thổ số 120 của Ukraine. Ngoài ra, Nga tuyên bố đã phá hủy một hệ thống phóng tên lửa đa nòng Vampire do Czech sản xuất, một pháo tự hành D-20 152mm, ba hệ thống pháo cơ giới Rovnica 122mm, một bệ phóng tên lửa đất đối không Trela 10 và một pháo tự hành Gepard do Đức sản xuất trong đợt tấn công này. Bên cạnh đó, Nga cũng tuyên bố đẩy lùi 5 cuộc phản công của quân đội Ukraine ở khu vực Kupiansk trong ngày trước đó. Cùng ngày, một quan chức địa phương cho biết thành phố biên giới Vovchansk của Ukraine gần như đã bị phá hủy khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong khu vực vài ngày sau khi Nga phát động một cuộc tấn công mới ở phía đông bắc. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!